nâng bước tuổi bóng xế. Lần đầu gặp bà Nancy, tôi còn nhớ bà khen cái áo màu hồng tôi mặc. Ấy vậy mà vài tháng sau, bà đã không phân biệt được các màu, ngay cả màu đen trắng trên tấm hình gia đình treo trên tường mà bà quý nhất. Đến một hôm, tôi đang lay hoay dọn giường cho bà thì bất chợt thấy hai ông cảnh sát cao to lù lù tiến vào nhà. Thì ra bà gọi 911 báo tin có người lạ trong nhà nên cảnh sát vội đến ngay lập tức. Sang hôm sau nữa thì bà cụ Nancy không tự mở cửa cho tôi vào nhà. Vừa khi bước đến cửa chính, tôi sững sờ kinh ngạc khi thấy bà nhìn tôi chừng chừng. Nơi bà đang đứng được chấn bởi một hàng ghế sofa to kềnh. Làm sao một mình bà có thể kéo đẩy những thứ đồ đạc nặng nề này? Ngày đến tiễn bà Nancy vào viện dưỡng lão, tôi ngập ngùi nhìn bà ôm khư khư thứ đồ vật mà bà thích nhất. Đó là chiếc đèn kéo quân nhỏ gọn. Nhớ ngày đầu đến giúp việc cho bà, tôi đã được nghe tiếng kinh con vui tai phát ra lúc bà vặn nút cho chiếc đèn quay. Tôi mường tượng đến viễn cảnh bà phải đối diện với sự cô đơn trong viện dưỡng lão. Biết đâu, chiếc đèn kéo quân với đoàn ngựa giấy và quân lính xung trận chạy vòng quanh cùng tiếng kinh con có thể giúp bà khuây khỏa.